Lan eo làm gì vậy ta? Hôm nay làm gì? Bánh bò nướng. Làm bánh bò nướng. Có cái gì? Có gì? Có gì nói nghe coi. Có cái bồ hả? Với gì nữa? Có nè. Có trứng. Trứng. Bột. Rồi. Gì? Bột gì? Bani. Nó đi bani. Chữ này chữ gì? Vanilla. Vanilla là cái gì? Là bột vani đó. Bột thơm á. Bột thơm đó. Rồi bây giờ đập trứng vô đi. Có biết đập trứng không? Biết không? Có chuyện đang đập hơn à. Đập nha. Đập vô đâu chỉ đó. Đó đập vô đó. Đúng rồi. Đập vô mạnh đó. Mạnh đó. Mạnh đó. Mạnh đó chút nữa. Đây mới đập vô. Đó rồi em anh ra. Anh làm giờ. Được không? Không được. Ấy à. Thấy chưa? Để nó đi. Thì cho nó dơ đi. Chứ sao giờ? Từ từ con. Thôi đòn. Để mày lấy cái tô đựng nha. Để con đập. Rồi. Ây da. Hai trứng. Chưa hết. Chưa gì hết cái lò dục. Rồi. Ba trứng. Chừng nó văng vô người á. Rồi bỏ qua bệnh. Đã chưa? Được quậy á. Bốn trứng. Ây da. Ui. Năm trứng. Ui. Sáu. Rồi xong rồi đó. Đổ bột vô. Từ từ. Nhanh nó đổ đi. Từ từ dăng vô mặt con đó. Rồi hết chưa? Hết rồi. Giống như tuyết. Giống như tuyết. Tuyết là gì? Giống như tuyết kìa mày. Tuyết rồi. Tuyết là gì? Chết rồi, nãy giờ nó đi quên làm một gì rồi. Làm tất nhiên cái này. Bột gì? Bột này nó sẽ đi làm. Tuyết nữa. Nó tuyết hoài. Reo đánh nha. Rồi reo quậy ướt hết rồi đó. Đó thanh thanh màu vàng trứng á. Bột khô 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 hết rồi. Còn trứng còn ấy hết, còn bột khô hết rồi hả? Còn trên vách không? Còn trên vách không à hả? Bánh này là bánh gì đây? Bánh bò. Bánh bò là bánh sao? Bò nướng. Bò nướng. Là giống cái gì? Bánh bò phổi. Giống thịt bò. Thịt bò. Cái bánh bò nó giống thịt bò. Để ăn nó mặn không nó ngọt? Chắc nó mặn quá. Ngọt. Ngọt hả? Tại sao ngọt? Bởi vì mình bỏ. Bỏ gì? Bỏ gì vô cho nó ngọt? Bỏ. Hồi nãy đi bỏ gì? Trứng. Bỏ trứng chứ bỏ gì? Bỏ gì cho ngọt? Bỏ muối hả? Không phải. Chứ bỏ gì? Muối mặn. À, còn cái gì ngọt? Đường. Ừ, thì nó bỏ đường. Ừ, không biết chứ. Bỏ đường nó ngọt phải không? Nè con, chế nước dừa vô nè. Ờ, chế nước dừa vô. Vô chứ không rồi hả? Không, chế vô, chế hết vô. Ngon quá. Chế thành tuyết nữa. Tuyết nữa hả? Tuyết nó chảy rồi. Ôi, mắc cười quá. Tuyết nó bị chảy rồi hoài. Ừ. Sao tuyết chảy? Nó màu gì? Tuyết nó màu gì? Trắng nó chảy rồi. Hồi nãy em trộn lại. Ê trộn lại chiếc nó nắp lại rồi nó sao? Nó chảy rồi nè. Ừ, nó trộn trứng lại rồi giờ nó chảy. Rồi mình quậy bột xong rồi cái mình đi làm gì cho nó ăn được nè. Cho nó chín nè. Nướng lên. Bột xong cái mình nướng lên chứ làm gì nữa. Ngồi đi ra quậy đi. Con quậy đi. Đi ra quậy. Quậy thôi chứ con đừng múc lên. Con quậy đi. Con quậy đi. Quậy cho nó tan ra đi. Quậy cho nó tan bột ra đi. Đi ra. Tan bột tan đường ra đi.
bánh nó nghe thơm rồi. Biết làm không mà quậy quậy vậy? Hay là quậy phá? Chắc quậy phá quá. Nghe quậy phá ha. Phải không? Có phá không? Quậy phá hay quậy bột riêng? Quậy phá hay quậy bột? Quậy bột. Ừ. Quậy bột hay là quậy phá? Quậy phá hay quậy bột? Quậy bột. Bây giờ bỏ bột này vô đây. Bỏ vô đây mình quậy lên luôn ha. Đó, mình bỏ bột này vô đây, mình quậy lên luôn. Đó. Rồi, con quậy lên đi. Rồi, con quậy cái bột nâu đó lên đi. Bột nâu đó lên. Thơm quá. Yeah. Thơm dễ sợ luôn. Chưa thành bánh mà đã thơm rồi. Úi, chà chà. Còn cái này. Dính phụng tay với mẹ, nặng quá. Rồi, được chưa? Rồi, bỏ này vô. Đi bỏ vô nha. Bỏ lại nè. Lấy là cầm tay đây nè con, cầm tay đây. Đó, rồi, để vô, để vô. Đó. À, ngon chua nè. Bánh bò nướng, bánh bò phổi ngon quá đi em. Nó taste là nó gì? Nó taste là nó ngọt ngọt, nó thơm thơm. Nó dai dai, nó béo béo. Ăn không? Có ăn không? Có thử đi ha. Từ từ đi, múc ra xong rồi thử đi ra. À, chà, ngon quá này ha. Wow. Bánh để tre ngon chưa? Ngon quá thưa em ha. Để mình cắt cho chị em miếng nha. Nóng. Hả? Nóng. Của chị em nè. Không có nóng đâu. Nè. Nè con cầm con ăn đi, ăn thử đi, không có nóng đâu. Nè, nguội á. Nè. Nóng hả? Không dám cầm. Ngon lắm. Nó nhỏ thôi. Thì cắt ra cho con ha. Cắt làm hai ra. Mỏng mỏng nó mới dám cầm. Cắt dày quá sao nó dám cầm. Nè. Cái gì cũng bự nữa đó. Ừ, cắt ra miếng nữa. Dày quá nó đâu dám ăn đâu. Ngon. Ngon quá. Úi trời, ngon quá. Ăn đi con. Ừ. Cắn nhỏ nhỏ nó, cắn miếng ít ít rồi mình nhai nhai nhai. Ừ. Mình ngon quá dài. Nhum nhum. Nhum nhum nhum. Ừ, ngon quá. Cắt ha. Ngon quá ha, tiêu hả? Sổi lên hết đi. Để cắt vô đem đi cho ngoại ăn nha. Nóng quá, cho miếng này nóng. Ừ, chút xíu nữa nguội con. Ngon quá. Lấy cái ấy nhớ đưa cho nó cầm. Lấy cái diễm, diễm mũ chứ đừng lấy gì ấy, nó cầm nó bể. Ồ dạ, ngon quá sợ. Lấy diễm mũ nhớ. Ngon quá. Ừ. Ừ. Bánh của Miêu làm đó các bạn ơi. Các bạn ơi, Miêu làm đó các bạn. Ăn đi con. Không biết ăn được không mà hứng hứng. Rồi cầm lại vô cho ông ngoại nè. Cầm đưa ông ngoại đi. Đưa ngoại đi. Đưa ngoại đi con. Thấy không, nó cũng đen nè, thấy chưa, vàng vậy là được rồi. Ngon quá trời. Con ăn bánh bò gì đi em? Bò gì á con? Bò gì con? Bò phổi. Bánh bò phổi nó đi. Bánh bò phổi ngon lắm các bạn ơi. Bạn ơi, lại đi ăn với Beo nè. Lại đi ăn với em nè. Ngon lắm. Ăn từ từ thôi con, mắc nghẹn à. Ăn mắc nghẹn à con. Nha cho nhiễm đó con. Trong mình không cho nhiều vậy. Nhiều quá hả? Nhiều quá không? Nhả ra nha. Rồi, nhả. Cái này nuốt. Uổng lắm. Hả? Uổng lắm. Uổng quá hả? Nhả ra uổng hả? Là sao? Nhả ra uổng. Ờ vậy thì con nhả ra uổng này bánh ngon. Vậy thì nhả phải cắn miếng nhỏ thôi. Ít ít thôi con, đừng ăn bự quá sao. Cắn miếng nhỏ nhỏ rồi mình mới nhai nhuyễn nhuyễn rồi mình mới nuốt. Nuốt nổi đâu. Ờ, nuốt chưa? Nuốt rồi ha. Rồi cắn miếng khác đi.
hôm hôm biết uổng uổng nhai cho một mà cũng đâu có lớn đâu, tự nó nuốt. Reo là ăn đi con. Reo có mời các bạn ăn không? Mời các bạn ăn bánh bò nướng với Reo. Nói đi. Nói hết đi không? Vâng. Nóng chỉ là ăn chứ chắc nguội, nó không ăn quá. Mừng. Mừng. Làm được Reo, làm được cái bánh Reo nè. À. Bánh Reo á. Reo làm ngon quá. Ừ, thích ăn quá. Rồi, đi em chào các bạn. Lấy đúng đây nè, nói. Chào các bạn. Tạm biệt các bạn. Đi đi. Tạm biệt các bạn. Lần sau Reo sẽ làm bánh khác nha. Đồng hồ. Nói đàng hoàng. Nói đàng hoàng. Lần sau em sẽ làm bánh khác nha. Bấm.